một loài thủy quái mang trong mình câu chuyện dài của sự tiến hóa. Câu chuyện đó khởi đầu từ khoảng 96 triệu năm trước. Khi đó, tổ tiên của chúng là một loài bò sát nhỏ phải sống dưới gót chân của các loài khủng long khổng lồ. Không còn nơi nào để sinh sống, nó bắt buộc phải tìm xuống sông, xuống biển. Cứ tưởng đây là con đường cùng nhưng thật ra đó là điều thông minh hơn bao giờ hết mà chúng từng làm. Nói đến đây, chắc các bạn cũng đoán ra được nó là ai. Tên chúng trong ngôn ngữ Hán Việt là Thương Long. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là Mosasaurus, sát thủ vô đối của đại dương kỷ phấn trắng. Không để mất thời gian của các bạn hơn nữa, chúng ta bắt đầu những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Khám phá và đặt tên. Giống như loài khủng long Megalosaurus, ngày đặt tên chính thức của Mosasaurus thật sự đi ngược lại với lịch sử nghiên cứu của nó. Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Hà Lan vào năm 1764. Với nghiên cứu tiếp theo của Martinus van Marum, kết luận rằng hóa thạch này là một con cá. Công bằng mà nói, không ai vào thời điểm đó biết về sự tồn tại trước đây của các loài bò sát biển khổng lồ. Sau đó thì một chuyên gia tên là Theodorus Johannes Gooding đã tìm thấy một hộp sọ chưa hoàn chỉnh thứ hai. Tuy nhiên, người đã nâng cao danh tiếng của sinh vật này khi ông phát hiện ra những hóa thạch khác và trao đổi thư từ với các nhà khoa học về chúng. Đó là một bác sĩ quân đội đã nghỉ hưu tên là Johann Leonhard Hoffmann. Nhưng bản chất thực sự của sinh vật này vẫn khó nắm bắt vì Hoffmann cho rằng ông có hóa thạch của một con cá sấu. Và thậm chí giáo sư người Hà Lan Petrus Kemper cũng xác định nhầm chúng là một con cá nhà táng cổ đại vào năm 1786. Thật dễ hiểu cho Kemper vì ngay cả ngày nay, những tàn tích này vẫn có thể được coi là có bề ngoài giống với những con cá voi có răng như Acrophysister. Các hóa thạch cũng là một phần của lịch sử cách mạng Pháp khi lực lượng Pháp chiếm giữ chúng từ pháo đài Matrix ở Hà Lan, nơi chúng sau đó được vận chuyển đến Pháp, và đây cũng là thời điểm Mosasaurus được biết đến. Được đặt theo tên của vùng Matrix, câu chuyện về cách hóa thạch bị thu giữ và những thách thức pháp lý kéo theo trong những năm sau của thế kỷ 18 thường được đề cập nhưng chi tiết chính rất khó xác minh. Khi các hóa thạch ở Pháp, chúng được nghiên cứu bởi Pierre de Lemy Fouza de Saint-Front, người cũng cho rằng nhận dạng cá sấu trước đó là chính xác. Tuy nhiên, nghiên cứu về chúng vẫn tiếp tục ở một nơi khác khi con trai của Petrus Kemper là Adrian Gilles Kemper xem xét ghi chú ban đầu của cha. Adrian Kemper không đồng ý với các giả thuyết về cá sấu và cá voi và cũng cho rằng các hóa thạch này là của một con thằn lằn khổng lồ. Mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng anh vẫn khá gần gũi vì thằn lằn Kida là thành viên thuộc nhóm bò sát Diapsis. Những thành viên đầu tiên trong số đó được coi là tổ tiên của loài bò sát biển bao gồm cả Thương Long sau này. Sự xác nhận cho ý tưởng này được đưa ra vào năm 1808 khi Georges Cuvier, một nhà tự nhiên học hàng đầu, sử dụng giải phẫu so sánh để xác định các xương, chưa biết cũng đồng ý với phân tích này. Và sau đó đã đặt tên cho sinh vật này là Mosasaurus vào năm 1822, với hộp sọ thứ hai được sử dụng làm mẫu vật gốc. Tuy nhiên, Connie Pierre chỉ nghĩ ra tên chi và Mosasaurus không có tên loài cụ thể cho đến năm 1829, khi Gideon Mantell cung cấp một cái tên, điều mà ông cũng phải làm cho loài khủng long đầu tiên được biết đến là Megalosaurus, và từ đó chúng ta biết đến nó với cái tên Mosasaurus hoffmanni. Nghiên cứu giống loài. Mosasaurus là loài bò sát có vảy lớn, không giống như họ hàng còn tồn tại của nó. Nó hoàn toàn thích nghi với lối sống dưới nước. Nó có thân hình thon gọn tương tự như các loài động vật thủy sinh hiện đại như cá heo và cá mập. Cơ thể dài và mảnh mai của Mosasaurus rất thích hợp để bơi nhanh trong nước. Nhưng loài bò sát này vẫn phải ngồi lên mặt nước để hít thở không khí tương tự như cá voi. Các chi đã được biến đổi giống mái chèo có thể giúp chúng di chuyển trong nước. Chúng cũng có một cái đuôi dài có hai thùy hơi cong xuống. Hình dáng đuôi của chúng tương tự như đuôi của loài Ichthyosaurus, một nhóm bò sát biển khác sống trước đó ở Đại Trung Dinh. Mosasaurus cũng là một sinh vật ấn tượng về kích thước. Trung bình chiều dài của nó được ước tính là khoảng 15-17 mét. Riêng hộp sọ của nó đã đạt đến chiều dài lên tới 1,7 mét. Hàm chứa đầy những chiếc răng hình nón sắc nhọn, khá khỏe và hiệu quả để bắt những con mồi lớn. Cơ thể của Mosasaurus và màng giữa các ngón chân và các ngón tay của chúng được bao phủ bởi các vảy nhỏ chồng lên nhau. Những chiếc vảy có hình kim cương và khá giống với những loài thằn lằn hiện đại. Kích thước của vảy cũng khác nhau trên toàn bộ cơ thể. Nơi sống và phân bố. Hóa thạch của Mosasaurus đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu và châu Phi.
Chúng có sự phân bố xuyên đại Tây Dương, nghĩa là chúng có mặt ở cả hai bờ của đại dương này. Trong thời kỳ cuối kỷ phấn trắng, các lục địa có cấu hình khác nhau và điều này cũng ảnh hưởng đến kích thước cũng như vị trí của các đại dương trên thế giới. Phạm vi phân bố của loài bò sát biển này có thể bao gồm Bắc Đại Tây Dương, đường biển nội địa phía Tây, biển Tiris, địa Trung Hải. Điều kiện khí hậu cũng khác nhau ở các vùng biển khác nhau. Ở một số nơi, khí hậu dao động như nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới và thậm chí là cận cực. Mặc dù Mosasaurus hoàn toàn thích nghi, nhưng nó không thể thở dưới nước. Điều này có nghĩa là nó sẽ phải nổi lên để lấy không khí. Kết quả là chúng dành nhiều thời gian hơn ở vùng nước nông của rìa lục địa, nhưng chúng cũng hoạt động rất tốt ở vùng nước mở. Hành vi và chế độ ăn. Mosasaurus có thân hình thon gọn và những chiếc đuôi mạnh mẽ giống cá mập, cho phép nó bơi nhanh trong nước. Nó có thể sử dụng các chuyển động nhấp nhô của đuôi và phần thân dưới để đẩy mình về phía trước, tương tự như kiểu bơi của cá thu, cá voi và cá heo thời hiện đại. Kiểu bơi này được mô tả là kiểu bơi caranziform. Nó cũng có các chi thon dài giống như mái chèo, được sử dụng giống như cánh tàu ngầm để di chuyển trong nước. Các nhà khoa học tin rằng Mosasaurus là sinh vật sống đơn độc. Các cá thể thường sống và săn mồi một mình. Tuy nhiên, chúng có thể tập hợp ở một số khu vực có nguồn thức ăn dồi dào hoặc trong mùa giao phối. Mosasaurus là loài săn mồi đỉnh cao chiếm vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn ở biển. Bộ hàm khổng lồ được trang bị những chiếc răng cắt chắc chắn sẽ đủ khỏe để xử lý hầu hết mọi loài động vật ở vùng biển kỷ phấn trắng. Những chiếc răng sắc nhọn và hình nón, điều này cho thấy chúng rất thích hợp để kẹp chặt con mồi. Mosasaurus có thể là kẻ săn mồi phục kích. Nó sử dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình để nhanh chóng tiếp cận con mồi trước khi lao đến và tiêu diệt nó. Loài bò sát này có chế độ ăn đa dạng như cá, động vật chân đầu và các loài bò sát biển khác như plesiosaur. Mosasaurus có khứu giác kém, nhưng đôi mắt to của nó thích nghi với tầm nhìn hai chiều. Điều này sẽ giúp việc phát hiện và bắt con mồi gần bề mặt đại dương dễ dàng hơn. Giống như các loài có vảy hiện đại, Mosasaurus có bản lề hẹp, nghĩa là nó có khả năng mở hàm để ăn con mồi lớn hơn chiều dài hộp sọ. Các nhà khoa học từng tìm thấy xương của một con cá bị chặt rời dài hơn 1 mét trong bụng một con Mosasaurus, cũng có khả năng là nó đã tiêu thụ con mồi lớn bằng cách chia nhỏ và tiêu thụ từng miếng nhỏ mỗi lần thay vì nuốt chửng toàn bộ. Vòng đời của Mosasaurus. Mosasaurus sinh sản hữu tính, giống như các loài động vật có vú ở biển hiện đại, chúng sinh dưới nước. Cho đến nay không có bằng chứng cụ thể về sự ra đời của Mosasaurus. Tuy nhiên, hóa thạch của các loài thương long có liên quan khác đã được phát hiện và đã ủng hộ giả thuyết rằng chúng là loài sinh con. Các nhà khoa học đã tìm thấy bộ xương của một con Carosaurus đang mang thai cũng như hóa thạch của Pleoplatecarpus với hai phôi thai ở gần đó. Những hóa thạch như thế này cho thấy sự hữu tinh bên trong và khả năng sinh sản ở loài thương long. Tuy nhiên, việc phát hiện ra một quả trứng hóa thạch lớn vào năm 2011 đã đặt ra một số nghi ngờ về lý thuyết được chấp nhận rộng rãi về khả năng sinh con của Mosasaurus. Các nhà khoa học cũng cho rằng quả trứng thuộc về một loài bò sát biển và sự hiện diện của hóa thạch Mosasaur gần đó cho thấy nó có thể thuộc về một loài bò sát này. Tuy nhiên, quả trứng hóa thạch vẫn chưa được xác định một cách thuyết phục, nên các giả thuyết cho rằng Mosasaurus sinh con vẫn còn giá trị. Mặc dù chúng có thể được sinh ra ở vùng nước nông, nhưng bằng chứng cho thấy con non không cần đợi ấp trứng và có thể sống ở vùng nước rộng từ khi còn rất nhỏ. Tương tác với các loài khác. Mosasaurus là một trong những loài săn mồi đỉnh cao thống trị các đại dương trong suốt 20 triệu năm cuối của kỷ phấn trắng. Kích thước lớn và bộ hàm khổng lồ của chúng cho thấy chúng có thể săn các loài động vật biển khác, bao gồm cá, động vật chân đầu, rùa biển và thậm chí là cả các loài bò sát biển khác. Chúng là những kẻ săn mồi hiệu quả, có khả năng giữ chặt con mồi lớn bằng những chiếc răng giống như gai, bẻ gãy mai rùa khổng lồ và nuốt chửng toàn bộ con mồi. Ngoài Mosasaurus, các vùng biển thuộc kỷ phấn trắng muộn còn có rất nhiều loài bò sát biển khác, bao gồm cả họ hàng của Mosasaur và các loài bò sát biển không liên quan. Một số loài bò sát này, chẳng hạn như Prognathodon và Tylosaurus, đủ lớn để cạnh tranh về thức ăn và các nguồn tài nguyên khác. Mặc dù chúng có thể sống ở những nơi khác nhau, nhưng vẫn có bằng chứng về những cuộc chạm trán giữa Mosasaurus và Tylosaurus. Có bằng chứng cho thấy các cá thể Mosasaurus cạnh tranh gay gắt với các thành viên khác cùng loài. Các nhà khoa học từng tìm thấy một phần xương của Mosasaurus với rất nhiều vết cắn và vết thủng. Các chuyên gia cho rằng những vết cắn này đến từ một con Mosasaurus khác. Những câu chuyện này và những câu chuyện tương tự khác cho thấy rằng Mosasaurus đã cạnh tranh gay gắt với nhau hoặc thậm chí tham gia vào việc ăn thịt đồng loại. Ý nghĩa văn hóa. Được phát hiện vào cuối thế kỷ 18,
Mosasaurus là loài bò sát biển Mesozoic đầu tiên được tìm thấy. Vì vậy, hóa thạch của loài bò sát biển này có giá trị khoa học đáng kể. Nó đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về cách các loài bò sát biển ở kỷ phấn chấn muộn phát triển và hệ sinh thái tự nhiên nơi chúng sinh sống. Trong văn hóa đại chúng, Mosasaurus vẫn thường được coi là đại diện mang tính biểu tượng của quái vật biển cổ đại. Nó đã được giới thiệu trong nhiều cuốn sách khoa học, phim ảnh và phim tài liệu về các sinh vật thời tiền sử. Nổi tiếng nhất trong số này là trong hai bộ phim công viên kỷ Jura là Jurassic World và Jurassic World Fallen Kingdom, lần được ra mắt vào năm 2015 và 2018, với một phần đớp mồi mang tính biểu tượng của toàn bộ loạt phim. Vừa rồi là những thông tin về loài thương long Mosasaurus, sát thủ vô đối của đại dương kỷ phấn trắng. Đây cũng là video thứ 2 trên kênh nói về các loài thương long. Loài đầu tiên là Tylosaurus, các bạn có thể tìm xem lại trên kênh nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm trung bình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.